Ngọc Lục xin mến chào tất cả các anh chị em. Sáng hôm nay thứ ba rồi, chín tây tháng 2 2021, thì là mùng 28 Tết đó, mùng 28 Tết, mùng 28 tháng Chạp của năm năm cũ, nhưng mà sắp đến Tết là Tân Sửu đúng không? Thì hôm nay là 28 Tết, tối 28, 29, 30 là thứ sáu, là chúng ta sẽ có ngày Tết mùng 1. Và Ngọc Lục xin mến chào 6 người bạn đầu tiên. Thì chủ đề ngày hôm nay Good Morning Kangaroo. Và chủ đề ngày hôm nay Ngọc Lục nói là Nguyễn Phú Trọng là người không có lòng tự chủ và cũng không có lòng tự trọng. Vì sao mà Ngọc Lục nói như vậy? Bởi vì khuya đêm qua, hồi qua cũng khuya lắm, chắc cũng gần 12 giờ khuya rồi đó. Tình cờ thì Ngọc Lục đọc được một cái bài viết của con gái của nhà báo Độc Lập. Ông là Nguyễn Tường Thụy, người vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cầm tù 11 năm đó anh chị em. Dạ. Dạ Ngọc Lục cảm ơn anh chị. Dạ. Thì Ngọc Lục đọc cái bài đó giữa đêm thì mình rất là nó chạm tới trái tim của mình, nó chạm tới tấm lòng của mình. Rồi một cái bài viết nó rất là đơn giản mà sao nó hay quá, thì Ngọc Lục dán vô cái status của livestream ngày hôm nay luôn. Anh chị em có thể đọc lại sau khi cái livestream của mình ha, hoặc là vô cái trang nhà cá nhân của mình đó, mình có chia sẻ đó. Thì cái bài viết nó rất là hay, có nghĩa là cha tôi là một người yêu nước, Nguyễn Tường Thụy, rồi câu cuối được kết thúc là hãy trả tự do cho cha tôi là Nguyễn Tường Thụy. Nhưng mà giữa cái bài đó thì tác giả này không biết là con trai hay là con gái, thì có nhắc đến là có những số việc mà cha tôi đã làm nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng chưa từng bao giờ làm. Thì những số việc đó là gì? Ngọc Lục tóm tắt lại theo như trí nhớ của mình ha. Thì cô ta nói là bố của tôi đã từng phát áo bộ đội để ra chiến trường, nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng chưa từng bao giờ làm như vậy. Rồi câu số 2 thì điều số 2 mà bố của cô ta làm đó, thì đó là bố tôi đã từng cầm súng ra chiến trường chống lại giặc ngoại xâm, nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng chưa từng làm như vậy, đúng không? Đó là hai cái điều. Và điều thứ ba đó thì cô ta nói là bố của tôi đã dám chỉ thẳng vào giặc Tàu là người là giặc ngoại xâm, xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của đất nước Việt Nam. Nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ dám gọi tên Tàu, chưa bao giờ dám gọi đích thị của Tàu. Ngay cả những cái trường hợp mà ngư dân của Việt Nam bị những cái chiếc tàu của Tàu Cộng đâm vào, thì họ cũng chỉ, báo chí họ cũng chỉ kêu đến là những cái chiếc tàu lạ. Thì mình thấy được cái sự hèn nhát của không những là nguyên cái bộ máy chính trị luôn, mà là ở đây Ngọc Lục chỉ muốn nói ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Rồi cái điều thứ tư nữa là cô trong cái bài viết ngắn đó nói là bố của tôi đã từng sống gần gũi với những người dân, bố tôi có hiểu được những cái đời sống nghèo cơ cực của những người dân, trong khi đó ông Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ sống gần gũi với những người dân. Anh chị em thấy đó, là họ không bao giờ xuất hiện đi tìm hiểu dân tình, đúng không? Ông ta chỉ là xuất hiện trong những cái buổi đại hội lớn lao, rồi có hoa có lá, rồi có phó bông phó hoa gì đó. Ngay cả là cái mùa đại dịch như vậy nè, mà họ vẫn phải bắn phó bông phó hoa, là để làm nổi bật đi cái sự vĩ đại, cái sự hoành tráng của cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam này, của cái đại hội đó. Chứ thật ra họ đâu có để những cái đồng tiền thuế của người dân để mà phân phát cho những người dân nghèo, hay là những người dân mà bị thiệt hại nặng nề trong cái mùa dịch Vũ Hán này. Thì mình thấy được á, vì sao mà Ngọc Lục để cái chủ đề là Nguyễn Phú Trọng là người không có lòng tự chủ và không có lòng tự trọng. Thứ nhất á, tự chủ, mình có nghe cái ngũ tự nhân của chị Trần Thị Á Liên có chia sẻ đó, thì Ngọc Lục nhớ khoảng vài điều thôi, cũng không có nhớ hết. Nhưng mà tự chủ mình có thể tóm tắt cái định nghĩa nó như thế này, là một người có cái khả năng, quan trọng ha, có cái khả năng mà đưa ra quyết định cho riêng mình. Nhưng mà mình thấy
mà ngược cái quyết định đó đó nó phải được cân nhắc giữa tình và lý. Nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng đó, ông ta đã mất đi cái khả năng quyết định của anh chị em. Bằng cớ, bằng chứng luôn là trên tờ báo và những cái video clip ông ta đã từng nói trong cái buổi đại hội mà vừa xong vừa qua đó, thì ông ta đã nói như thế nào? Ông ta nói là tôi đã xin đưa đơn xin nghỉ rồi, nhưng mà vì đảng bầu hả, vì đảng hay là đại hội gì đó bầu, cho nên á tôi không làm thể lòng không có thể nào làm khác hơn là phải ở lại tiếp tục và tuân thủ theo cái công việc. Thì anh chị em thấy là nó ngộ nghĩnh hay không? Nó ngộ nghĩnh ở chỗ đó là một người lãnh đạo cao nhất đất nước mà không có thể đưa ra một cái quyết định cho riêng mình, có nghĩa là mình đã muốn nghỉ rồi vì lý do là tôi quá già, tôi quá yếu, tôi không còn sức lực hay là tôi không còn minh mẫn để mà lãnh đạo đất nước nữa. Nhưng mà vì sao? Nhưng mà vì ông ta bị ép. Dạ, ông ta bị ép ngồi ở cái chỗ đó thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa, mặc kệ cho sức khỏe nó như thế nào, mặc kệ cho đầu óc có còn minh mẫn hay không, là bởi vì ông ta không cần phải quyết định gì hết, có những cái bộ máy phía sau lưng nó quyết định giùm cho ông ta rồi, ông chỉ đứng lên đó mà đọc thôi. Cho nên một người lãnh đạo đất nước mà không có cái lòng tự chủ thì không thể nào đưa ra một quyết định sáng suốt nào nó có tính chất độc lập cho cá nhân cũng như là cho quốc gia, thì ông ta không có xứng đáng ngồi ở một cái nơi mà ông ta đang ngồi suốt hai nhiệm kỳ vừa qua và sẽ tiếp tục còn ngồi ở đó nữa thêm 5 năm kế tiếp. Dạ, chào anh Phoenix từ ở Melbourne. Ngọc Lục tưởng anh ở Queensland chứ. Rồi điểm thứ hai là ông ta không có lòng tự trọng, là ở những cái điểm mà Ngọc Lục vừa chia sẻ 4 cái điểm trong cái bài viết của Nguyễn Tường Thụy đó, người mà bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án 11 năm tù nghe anh chị em. Người ta chỉ là một nhà báo độc lập, viết lên những cái sai trái trong xã hội, viết lên những cái điều không có đúng của một cái đảng phái đang cầm đầu lãnh đạo đất nước, nhưng mà bị phán tội 11 năm tù. Bên cạnh đó còn có hai người nữa cũng cùng lúc phán cũng mười mấy năm tù gì đó. Thì ngày 6 tháng 1 năm nay nè, năm 2021 đó, thì có nhiều anh chị em khác cũng đã làm diễn đàn chia sẻ về cái việc cái bản án bất công đó rồi. Thì Ngọc Lục chỉ nói thêm một chút xíu đó thôi. Rồi cái điểm thứ nhì là ông ta không có lòng tự trọng đó, là bởi vì theo cái định nghĩa của người tự trọng đó là một người luôn luôn làm đúng dù chẳng ai kiểm soát. Như anh chị em thấy đó, chúng ta đi ngoài đường đó, đôi khi chúng ta sợ máy chụp hình thì chúng ta tới đèn xanh đèn đỏ là phải ngừng lại, là tại vì chúng ta còn lo lắng là chúng ta có thể bị chụp ảnh hay là cảnh sát nó phạt này nọ. Nhưng mà có những lúc ở những nơi vắng vẻ, hoặc là những đêm khuya mình đi đường mà những nơi mà có đèn xanh đèn đỏ đó, dù trên đường đó không có xe lái chạy, không có xe chạy, chỉ có một mình mà thôi, nhưng mà mình vẫn phải ngừng ở cái nơi mà cái đèn nó hiện lên đỏ, và mình chỉ chạy những cái nơi mà cái đèn nó hiện lên màu xanh, là tại vì mình là con người có lòng tự trọng và mình tuân thủ theo pháp luật của một cái quốc gia mà mình đang ở. Bởi vì chính phủ họ làm ra cái đèn xanh đèn đỏ đâu phải là họ để họ chỉ muốn phạt người dân đâu ạ, mà họ chỉ muốn người dân phải tuân thủ theo luật lệ đi đường. Do đó mặc dù ngay cái thời điểm đó không có ai nhìn mình, không ai kiểm soát mình, nhưng mà vì có cái lòng tự trọng thì mình vẫn phải ngừng ở cái nơi mà mình cần phải ngừng, và mình chỉ chạy những cái lúc mà có đèn xanh thì mình được chạy. Cái đó là một trong những cái ví dụ mà mình có thể làm thôi. Còn ông Nguyễn Cửu Trọng thì làm sao? Ông ta lại đưa lên báo những cái bài báo hết sức là vớ vẩn, hết sức là mình kêu là ngu xuẩn. Chẳng hạn như là có một cái chuyện nào đó, một cái vali tiền đô la, không biết đô la Mỹ hay đô la Úc nữa, mà một đô la, thì ông ta lập tức là lập biên bản. Ông ta đang phô trương, khoe khoang cho cái sự láo khoét của mình, là có người nào đó coi như đem một cái vali tiền đô la tới muốn hối lộ hả? Ông ta muốn chứng minh là ông ta liêm chính như thế nào, đúng không? Dạ, nếu mà thật sự ông ta có cái lòng liêm chính á, thì để cho người dân phán xét, chứ không cần phải lên báo chí để mà rùm ren như vậy. Những cái tờ báo Việt Nam đó, anh chị em Ngọc Lục đọc á, mình thấy họ rất là nó xàm ha, có nghĩa là họ không có còn chuyện gì để nói hết trơn á. Những chuyện về những gì mà ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân đó, thì nó sợ đụng chạm và nó sẽ
chống đối lại với cái nhà cầm quyền này, cho nên họ lánh hết, họ nói sang qua những cái chuyện khác hết, toàn là nói những chuyện về showbiz, toàn là nói là người này đánh với người kia, đánh lại, đánh ghen, đánh gì, rồi bữa nay nghệ sĩ này bị cái gì, bữa kia người nghệ sĩ kia té rồi cắt tay rồi đứt tay gì cũng đưa lên, nhưng mà không có một cái tin tức gì mà nói trực tiếp về cái sự lãnh đạo của cái đảng Cộng sản Việt Nam mà hiện tại mà họ đang vẫn còn cầm quyền đất nước Việt Nam đó anh chị em. Tiền gì mà đô la, tiền nhân dân tệ thì đúng, đúng rồi anh Phoenix, đúng, họ ghi trên đó là tiền đô la nhưng mà không có nói là đô la nào, cho nên mình thắc mắc, ủa đô la nào vậy? Rồi thì cho nên hai cái chuyện đó là Ngọc Lục thấy là ông ta không có xứng đáng ngồi lại cái nhiệm kỳ này nữa, mặc dù Ngọc Lục không bao giờ có lỗi anh chị em, Ngọc Lục tắt cái nhạc này chút xíu ha, quên, mình để Ngọc Lục tới đây cái Ngọc Lục quên, để tắt chút xíu ấy, nó ồn quá. Dạ thì Ngọc Lục không bao giờ mà có cái tính nào mà ủng hộ cho một trong những người của cái đảng Cộng sản lên cầm quyền cả, nhưng mà mình thấy là nó quá là bất công cho biết bao nhiêu là thế hệ trẻ. Họ không bao giờ có cái tiếng nói trong cái đất nước Việt Nam cả, ngay cả là những người của trong đảng Cộng sản luôn đó, họ phải ngồi đó họ chờ cho những người già này chết hết rồi họ mới bắt đầu họ được lên để mà con ông cháu cha nối tiếp. Nhưng mà mình không có ý để đưa những người của đảng Cộng sản gì lên lãnh đạo đất nước Việt Nam cả. Ở đây mình chỉ muốn nói là một người không có lòng tự trọng, không có lòng tự chủ đó thì không có xứng đáng ngồi ở đó. Tuy nhiên cái ghế đó ai xứng đáng thì phải để cho những người dân, chính hơn 90 triệu dân ở trong đất nước Việt Nam đó, người ta phải có một cái cuộc tổng tuyển cử tự do để bầu chọn người lãnh đạo, chứ không thể nào nói là một người trẻ ở trong cái nhóm của cái đảng Cộng sản bây giờ lên thì sẽ là thay thế được cái vị trí. Mình muốn nói đó là một cái người già mà không còn đầu óc minh mẫn, mà không còn sức khỏe đi đứng thì là đi ba hàng luôn rồi đó. Phải cần nhiều dìu dắt, rồi ăn phải cần người đút, rồi tắm rửa phải cần người thay đồ, coi như là không có khả năng lo cho thân mình thì làm sao có khả năng đưa ra những cái quyết định sát sút cho cả một cái dân tộc gần 100 triệu dân. Thì Ngọc Lục chỉ muốn phổ biến cái bài viết của con của bác Nguyễn Tường Thụy, người vừa bị cầm tù 11 năm và hiện tại đang ngồi ở trong cái tù giam của Cộng sản Việt Nam, để cho tất cả mọi người đều biết Cộng sản thằng nào có lòng tự trọng đâu. Dạ đúng rồi, anh Tâm nói đúng rồi đó. Nhưng mà tại vì cái bài viết này trực tiếp nói tới ông Nguyễn Phú Trọng, cho nên mình muốn thêm vô những cái chi tiết mà mình muốn nói ở trong cái bài ngày hôm nay. Thì đó là những gì mà Ngọc Lục chia sẻ vắn tắt trong cái buổi sáng trước khi đi làm. Bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng giờ Sydney. Không biết là anh chị em nào còn có những gì muốn chia sẻ nữa hay không, nhưng mà tóm tắt chút xíu nữa là hôm qua Ngọc Lục có nghe tin tức đó, thì ông Trọng đã dùng cái chân thứ ba rồi. Trọng hiện tại phải đi bằng chân sáu chân hả? Hello chào anh Hoàng Tuấn Bạch ở bên Âu Châu. Thì cái tin tức nói là bộ Tứ Kim Cương đó anh chị em, được thành lập hồi năm 2004 đó, thì có thể là họ sẽ sắp mở một cái cuộc họp thượng đỉnh, nhưng mà mình không biết là bao giờ sẽ có cái buổi họp đó để tìm ra những cái đối phó với Trung Cộng. Ở đây mình thấy là có Úc nè ha, bộ Tứ Kim Cương nó like, thì có Mỹ nè, Úc nè, và Nhật Bản và Ấn Độ. Thì mình thấy là Úc với Nhật Bản là hai quốc gia mà phải nói rất là chống đối Trung Cộng mãnh liệt. Còn ngày hôm nay Hoa Kỳ, bởi vì do chính sách của tổng thống mới, cho nên mình không biết là có còn cứng rắn như tổng thống Donald Trump vừa qua hay không, thì mình hãy chờ xem cái kết quả của cái họp thượng đỉnh sắp tới này để coi họ sẽ đối phó với Trung Cộng như thế nào. Thì đó là những cái tóm tắt mà Ngọc Lục đưa ra. Thì Ngọc Lục xin hẹn trở lại một cái dịp khác, bởi vì 9 giờ rưỡi thì Ngọc Lục phải trở lại đi làm. Cảm ơn sự theo dõi cũng như là những cái lời comment chia sẻ của anh chị em, rất là lý thú sáng sớm mà có nhiều anh chị em vào diễn đàn của mình. Bởi vì giờ này bên Sydney anh chị em biết đó là các bạn ở khắp nơi thế giới biết đó là 9 giờ rưỡi, thì 9 giờ sáng thường thường là mấy người làm văn phòng là bắt đầu rồi.
9 giờ tới 5 giờ ha, là giờ văn phòng đó. Thì Hoa Nguyễn nói là Trọng muốn đi thì phải cần hai người dìu, nên thành sáu chân. Ô, vậy đúng rồi, ông ta là hai chân rồi, cộng thêm hai chân thành sáu chân. Cuộc chiến tàu thì có Mỹ, Úc, Ấn, Nhật tập trận. Mình không, hy vọng rằng, cứ hy vọng rằng đi, chính quyền của Joe Biden cũng sẽ cứng rắn như là chính quyền của Donald Trump, để cùng nhau với bộ bộ tứ kim cương để chống lại cái sự hoành hành của Đảng Cộng sản Trung Cộng ở ngoài Biển Đông nha anh chị em. Rồi, xin phép Ngọc Lục phải kết thúc cái diễn đàn ở đây. Ngọc Lục sẽ đọc lại những cái comment của anh chị em vào một dịp khác nhé. Xin chúc nhiều sức khỏe, và ngày hôm nay là cũng là 28 Tết rồi. Còn 3 ngày nữa thì chúng ta đón xuân năm Tân Sửu. Không biết là Ngọc Lục có làm diễn đàn nữa hay không trước năm Tân Sửu. Nếu như không thì mượn đây là cái lần mà Ngọc Lục xin chúc Tết đến cho tất cả quý vị toàn thể, nhất là quý vị Việt Nam, tại vì Việt Nam ăn Tết rất là lớn trong cái mùa Tết Nguyên Đán này. Tuy nhiên năm nay thì rất là buồn, là bởi vì thất mùa, hoặc là có hoa quả nhưng mà bán buôn bán không có được, bởi vì cái đại dịch của Tàu Cộng nó vẫn còn lặp đi lặp lại ở trên quê hương Việt Nam cũng như ở trên thế giới. Ngay cả ở bên Úc Châu này đó, đi chùa năm nay đó các bạn biết không, là không có phải là mình tự do đi chùa nữa, mà là mình cần phải ghi danh, có nghĩa là mình phải để tên mình trước rồi mình mới được đến. Thì thành ra là chắc năm nay mình xin phép vắng mặt chùa một năm, chứ mỗi năm thì mùng một mình đều đến. Cũng buồn ở chỗ đó là đáng lẽ như mà hôm năm nay mà được đến chùa một cách tự do như những năm khác đó, như năm ngoái đó anh chị em biết đó, Tết rất là sớm, khoảng cuối tháng 1, Tết của cuối tháng 1 Tây đó là Tết Việt Nam rồi. Thì bên Úc này cái vụ dịch đó nó chưa có bùng phát, thành ra là mình có thể đi ra đi vào tự do. Thì Ngọc Lục có làm cái livestream mà Tết năm ngoái sớm lắm, mới có tháng 1 Tết Tây, 1 tháng 1 Tây là đã có Tết Việt Nam, mà bây giờ Tết năm nay là tại vì có như năm nhuận hay gì đó thì qua tháng 2 mới có Tết Việt Nam. Thì lại lại còn trong cái thời gian là nó còn trong cái pandemic, trong đại dịch, cái chữ đó nó chưa có được lift, thì mình vẫn phải tuân theo những cái giãn cách xã hội, cho nên chắc không còn đi chùa nữa. Nhưng mà nó lại rơi vô cái ngày mùng 1 là thứ sáu ha, mùng 1 là thứ sáu lịch, theo lịch ở bên Việt Nam và Úc Châu đó. Rồi mùng 2 là ngay thứ bảy, nếu mà được đi chùa tự do đó thì mình nghĩ năm nay nó sẽ vui hơn, tại ngay thứ sáu và thứ bảy đó thì bà con sẽ có dịp đi nhiều hơn. Rồi hôm qua Ngọc Lục đăng lên cái chậu hoa mà hoa nhãn thọ đó, người nhà mua đó là 50 đồng ở ngoài chợ Cabramatta, nhưng mà có nhiều bạn vô nói sao mà bị mắc quá vậy, bị cắt cổ. Thì thành ra là Ngọc Lục thấy ủa thiệt hả. Có bạn ở Việt Nam nói là ở này cái chậu này Việt Nam bán khoảng 50 ngàn thôi. Mình thấy bà con Việt Nam rất là khổ, nhất là những người miền Tây. Rồi năm nay là những bà con mà ở Hà Nội đó, hoa đào của họ coi như là không bán được luôn anh chị em, như ai cũng bị thất mùa, không có thu nhập được, thấy tội lắm. Rồi ở bên miền Tây ngày hôm qua là còn không những vậy mà còn bị mưa lớn nữa, mưa tầm tã mà mưa lớn đến nỗi mà bà con quay video clip để lên nói chia sẻ, nói là năm nay coi như là đói rồi, Tết này không những ăn Tết mà còn bị đói luôn nữa. Mà đã vậy còn những cái tờ báo của Đảng Cộng sản đó, họ ghi là sao, ông Nguyễn Xuân Phúc đó, cái ông mà bây giờ từ cái chức vụ là thủ tướng mà giờ leo lên thành chủ tịch nước đó, có ai bầu cho ông đâu mà giờ ông cũng leo lên chủ tịch nước. Nói tới chủ tịch nước thì cho Ngọc Lục xin chia sẻ chút xíu. Ok, đáng lý ra đó là cái người mà mang cái danh hiệu là chủ tịch nước đó, ông ta phải xem xét lại những cái đơn mà xin khoan hồng của những người mà bị kết án oan, kết án mà kêu bằng tử hình đó, mà oan. Thứ nhất là ai? Là Hồ Chí Hải. Thứ hai là ai? Đặng Văn Hiến, công dân nông dân Đặng Văn Hiến. Những người này là những người đã đưa cái đơn kêu oan và là xin khoan hồng là từ cái thời anh Đặng Văn Hiến đó, đã đưa cái đơn đó là từ thời ông Trần Đại Quang đó anh chị em. Ông Trần Đại Quang qua đời rồi tới bà Nguyễn Thị Kim Lê Thị Kim Thịnh hay gì lên được vài ngày rồi mới chuyển qua ông Nguyễn Phú Trọng. Rồi ông Nguyễn Phú Trọng ngồi đó suốt mấy năm trời cũng không thèm xem xét cái đơn của anh Đặng Văn Hiến. Rồi đến ngày hôm nay chuyển sang ông Nguyễn Xuân Phúc. Bữa nào mình phải làm cái livestream để nói với ông Nguyễn Xuân Phúc là ông phải duyệt cái đơn của anh Đặng Văn Hiến mới được. Tại vì anh Đặng Văn Hiến là một người nông dân nghèo,
anh ta vì bảo vệ tài sản cá nhân của mình mà anh ta bảo vệ tự vệ, rồi anh ta đã cầm súng mà bắn như là túi xua đó, thì trong đó có một vài người bị chết. Những người mà của công ty tên gì Long đó đến cướp đất thì bị chết, cho nên ông ta bị xử tội là tử hình, và ông ta đã xin khoan hồng, cho nên cái đơn đó từ 3 đời ha, như là đến là 4 đời, Trần Đại Quang nè, rồi Lê Thị Kim Thịnh nè, rồi ra Nguyễn Phương Trọng, Phú Trọng nè, và bây giờ thì tới là Nguyễn Xuân Phúc nè, đúng không? Rồi 4 đời chủ tịch nước rồi mà vẫn chưa xét xử cho người ta. Rồi Hồ Duy Hải thì là một cái án oan về vấn đề là giết người nhưng mà không có chứng cứ. Thì đó là những cái thứ mà những người mang cái chứng chất là lãnh đạo của một quốc gia đó phải nên xem xét đi, phải đem ra công lý, đem ra ánh sáng cho những người dân vô tội đó. Anh Hoàng Tuấn Bạch viết là ghế chủ tịch nước thì chỉ ngồi xơi nước chứ chẳng làm được gì ngoài nghỉ lễ thăng chức và ân xá. Và đúng, nhưng mà họ cũng chẳng làm ân xá luôn, họ chỉ ân xá cho những cái tên mà tham nhũng, mà những cái tên trong bộ đội bộ của đảng của họ gì đó, chứ còn người dân mà nghèo khổ đang đợi họ ân xá thì coi như ngồi đó mà tù một gân. Thì cho Ngọc Lục kết thúc ở đây anh chị em ha. Chúc tất cả toàn thể quý vị một năm sắp đến, năm Tân Sửu, chúng ta sẽ có những cái ngày mà nó êm đềm tốt đẹp hơn là năm 2020, và hy vọng rằng thế giới sẽ không còn bị đại dịch này nữa, đại dịch Tàu Cộng Vũ Kháng này nữa. Mến chúc và xin hẹn gặp lại anh chị em.